What up? Hello. Learn YouTube channel now. My favorite fan over there. How are you? I'm the biggest fan. I am your biggest fan, sir. Introduce your name. My name is Julie. I'm also a neighbor. Giờ coi cho con hai quảng cáo rồi con hai giờ để con gửi cho anh Linh Linh nghe. Dạ. Có cái hỏi nhân nói chuyện với Linh trên lái xe không? Dạ anh gửi cho anh Linh nhé. Ừ. Quay dính theo. Hai anh Linh. Nhận ra ai không? Bỏ lên là anh biết á. Dạ. Chưa hả? Vô chưa nhập tiệc đó hả? Tưởng nhập tiệc rồi chứ. Chưa. Ồ, nhà này trang trí nha, đẹp lắm em. Nhà nhỏ mà thơm rộng. Nhà mình trống rỗng mà. Hả? Anh Lương chị Hiếu nha, ở đây là Nga nấu rồi nghe, mời cô Hai qua ăn nè, nhìn thấy không nè, hấp dẫn không? Phải quay người nấu chứ. Uống rượu, còn con này là tổng khẩu nè, nè. Mỗi ai muốn đại đám cưới gì á, cứ đặt hàng trước nha. Có tiếng mình tự làm đó nha. Kìa. Mới nướng luôn hả? Mới nướng ra cái lò đó hay quá ha. Cái đó mua nhiêu vậy con? Cái đó hả? Nào cô hai giờ vô con tặng cô hai cái. Giờ vô tặng cho em cái bộ. Cái đó thì em tặng được. Cái đó chờ em chín số. Tặng cái nhà luôn. Có tặng cho cái bộ. Giờ đang chờ đón cái này một cái số tiền nữa nè. Gỗ. Nè. Tự nướng làm giống như vậy hè vậy đó.
Lakers. From why? Why? Yeah, I thought it's like Napoleon. I thought you take a bottle of Napoleon now. I was like, what? Bottle over there. Oh shoot. Okay. So, Matt, why are you blogging your face? Oh.
xưa như cái mỗi nhà hàng đó anh. Đâu nhìn thấy pro quá. Chứ mình hùng lại mở cái nhà hàng gần đây được anh. Hốt luôn á. Hả? Cho nên mà mở nhà hàng là hốt. Oh, now I get one. Mean lemonade. Be careful. You'll be on my YouTube channel. You might see yourself again. Chọn đại to đi. Mắc cỡ gì? Có nó mắc cỡ này, coi cái tô nào bự. Làm đại đi, làm đại nè. Tô nào bự nhất? Tô này nha, tô này. Nói tôi nó bằng nhau rồi. Mấy con biết hả? Go for it, go for it. Go for it. I give you it. Làm ơn anh ơi. Facebook stream laugh and fight love. Like cảm ơn nói con hai Thái nhiều chưa cái mỗi nhà hàng đó rồi. Bún riêu. Bún riêu. Đây bún riêu cua đồng, mình đây bún riêu tôm. Đây là được. Ở đây làm gì có cô đồng với ai nấu ăn không? Còn nấu bằng tôm rồi. Lát nữa cái thịt da tôm. Đầu bếp chánh do bếp làm lẹ quá hả? Thôi nhánh nó lẹ. Qua đá nha. Hi Lynn. Hi, I'm here. Merry Christmas. Merry Christmas. Tiên. Dạ. Cho mình cái review này, cái review này có mùi vị ngon là được bao nhiêu điểm? Review này ở Mỹ là coi như là xuất sắc. Xuất sắc hả? Xuất sắc. Đúng rồi đó, bây giờ ăn thôi chứ đừng có nhìn nữa. Ok. Còn em nào muốn nhìn nó thì cứ giúp nhìn đi cho mình ăn. Oh, you can eat it dry or hard. Cho cái video đi. Ăn thử miếng cái mùi gì sao mà làm practice mình nữa đi. Sao mình nói nó mắc cỡ nó nhưng mà ăn xong rồi nó vừa ăn nó vừa chửi mình thầm đúng rồi. Yeah, cái đó phải có quyết vô mẹ. Sức nguyên tông luôn. Bên nghe bên kia lắm. Cái chấm điểm thoải mái được rồi. Mình quay đây. Mình theo con xin lỗi rồi. Cái này nè. Thôi giờ heo phải bỏ vô một tí cho nó mềm mềm. Sao cứ ăn vô tư. Vô tư. Bây giờ vô tư những cái bạn mình ăn vô tư nè. Thấy hấp dẫn không? Giỏi lắm, 8 tháng chạy vòng. Ok, người này quay again. Người này quay again. Quay again.
Chỉ có cái nồi mà 5-6 cái camera chỉ vô. Anh quay em nhớ nói em thấm cái bụng trước chứ quay chứ trời ơi. Bụng ơi, bất kỳ không hết. Nói trước này đặt cái bèo qua, cột lại. Lại mình múc cho mấy người chip múc cho mình hơi hơn nhiều đồ. Đổ lắm em. Đó đi, đó đi. Mai đi qua đây quán, mai mình ghé cho mình lao nha. Quá em đồ quá. Thank you man. Mình thấy tô mình làm đặc biệt mấy người nãy nha. Hello em. Welcome to Canada. Hello. You on it? Hả? I came from Orlando, so I got. Sao mùi vị sao là sốt thế? Mùi vị sao? Ngon hơn nhà hàng. Linh ở cái nhà làm có bỏ nhiều ăn cay té tét miệng á. Thử chưa? I know it's spicy. That's why mỗi cái thái cho nhiều. Với nhà má mi làm á nó mới custom. Ở cái nhà làm á nó cay lắm. Giờ ở nhà làm một bá cháy. Yeah, bà nội làm á. Yeah, good. Những cái thứ này homemade hơn. Yeah, ở nhà cái tỷ chồng ở mùa hè ở đâu bà già đó làm. Yeah. Hey, Tia, you want some cat? Oh, no, you didn't. Oh, boy, they Orlando. Did they take you through? Little Picasso and your kid. What's my beer? So, the animal, yeah. They take you through. Oh, sorry. That's mine right here. Yeah! 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 Oh, that's a good one. Oh, that's a good one. Good, good, good. Don't be down. Don't be down. Don't be down. Don't be down. Hello. Hi, bye, hi, bye, hi, bye. Cũng dạng quá nha. You watching YouTube? Hả? He's a boomerang. Hold your thing again. He's not a daughter. He's not a water bottle. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yeah, that's it. The boomerang. Oh, hey, ông sâu mà. Cái gì mà nó chết liên vậy? So funny story, so there's no my queen. Thái ơi. Thái.
ăn đó xong tối diện Linh nó cắm cắm hôn á. Linh nó diện mùi đó đó. Cái đó phải người hai người ăn lượt luôn mới được. Về đổ thừa cũng được không? Đi chơi đâu. Đi leo. Đi leo, đi leo. Bỏ miếng luôn rồi, cho nó đúng đó. Nhiều bây giờ ăn ngon quá. Tí ăn ngon quá. 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 Ngon từng uống hai loại nước hả? Mình nói vợ mình chốt có thấy nói cái gì à, ba hỏi mình nói khi càng lớn tuổi á, nó có ba cái lên mà hai cái có ba cái lên mà một cái xuống à. À. Ba cái lên rồi một cái xuống. À, cái lên đó là cao phải không? Mà cao máu, cao mỡ, cao đường. Xuống là tôi không biết. Cái đó tôi hiểu. Tôi biết. Nó bắt đầu bằng chữ C phải không? Xuống là cao xuống, già có xài nhiều tiền. Rồi nói với anh cái nữa. Chiều cao nó xuống. Quá chữ C. Đúng rồi, chiều cao nó xuống. Rồi nói bây giờ càng lớn tuổi á, thì ăn uống gì súc vật vậy á. Cái nói sao ăn uống súc vật, tại tao ăn rau cỏ đâu giống ăn thịt. Anh đang nói ăn súc vật nha. Ừ, nó ăn giống như súc vật vậy á. Bỏ cho tôi ngồi chế giọt với đó luôn trời. Anh đang bị dị ứng em đúng không? Lập gì, lập nguyện hay là lập trần? Anh nói lại cái bên nào cũng trúng đó. Ừ. Anh nói lập nguyện đúng không? Ờ, cái bên họ gì biết không? Anh nói lại lần nữa đúng không? Ôi trời. Có hai họ. Hãy nhìn người có hai họ chứ. No. Yeah. Crazy rich Asian. I know what you like. Nghe đến rồi nè. Cái nhà mà con Sandy á. Ừ. Đấy là nè. Để nguyên cái freezer của ta toàn cái tủ luôn rồi. Cái tủ lạnh đó toàn là rượu luôn. Rượu mạnh á. Thế thì mới có mười mấy 20 tuổi thôi. Ừ. Cháu thôi. Con nhỏ mà có người chồng người Mỹ á. Có rồi, mới được 3 tuổi lên nữa. Uống bia, uống rượu kê lắm. Dạ, bye bye, bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.